Multnomah County là một trong 36 quận thuộc tiểu bang Oregon của Mỹ. Quận Multnomah có rất nhiều cảnh đẹp. Gia đình mình đã có dịp đến đây chơi, nên hôm nay sẽ chia sẻ một số hình ảnh ở đây cho mọi người xem. Đầu tiên là phải nói đến thác Multnomah Falls, nằm trên đường cao tốc Historic Columbia Highway và xa lộ Interstate 84. Thác nước này rơi xuống theo hai dòng, tách thành thác trên với độ cao 165 m và thác dưới 21 m với tổng chiều cao là 189 m. Và đây là thác nước cao nhất ở tiểu bang Oregon. Khi đến đây, người ta không có lấy tiền đậu xe hay tiền gì khi tham quan thác nước. Hầu hết những địa điểm danh lam thắng cảnh của tiểu bang Oregon đều không có thu phí gì cả. Ngay ở phía dưới chân nước có một quầy bán đồ lưu niệm và ăn uống. Bạn có thể vô mua chút đồ ăn rồi ngắm nghía nhìn thác nước, phải nói là rất là đẹp. Và kế tiếp, phải nói đến Vista House. Vista House là một viện bảo tàng và cũng là một đài tưởng niệm những người tiên phong đã khám phá ra tiểu bang Oregon. Người ta xây dựng viện bảo tàng này vào năm 1918 với mục đích là trạm dừng chân, tiện nghi cho du khách khi đi ngang qua khu vực Columbia River. Viện bảo tàng này nằm trên một khu vực có nhiều đá ở độ cao 223 m, nằm ở thành phố Corbett. Ở đây cũng không có thu tiền phí cho việc đậu xe cũng như tham quan bảo tàng. Khi đến đây, ngoài việc tham quan viện bảo tàng, bạn còn có thể nhìn thấy Columbia River Gorge từ bên ngoài bãi đậu xe. Columbia River Gorge là hẻm núi sông ở Tây Bắc Thái Bình Dương của Mỹ. Với chiều sâu 1.200 m, trải dài hẻm núi hơn 130 km. Đến đây, bạn sẽ thấy được sự hùng vĩ và tuyệt vời của thiên nhiên như thế nào. Tha hồ cho những ai thích chụp hình với những cảnh sông núi như thế này.